Mùa xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 Premium sản xuất là 2020 đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên Hà Nội. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không ngập nước bao check test toàn quốc. Anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra, sai cam kết, đơn vị nhận lại xe, hoàn lại tiền cho anh chị bảo bạn 100%. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và bạn cùng đi tham quan tổng quan về ngoại thất của một chiếc xe Vinfast Lux SA 2.0 phiên bản cao cấp nhất. Với những chi tiết về sơn si cũng như là mâm nốt của chiếc xe thì vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo. Xe đã được dán kính màu, cùng được cùng với đó thì bác chủ cũng lên một số đồ chơi cho chiếc xe này. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết như là cụm đèn. Phiên đèn chiếu sáng thì được lui xuống bên dưới với hệ thống đèn bi đôi. Đã được bác chủ nâng cấp lên bộ bi xe lông. Rồi cùng với đó thì có các tính năng an toàn như cảm biến trước sau đầy đủ, mâm nốp của chiếc xe đây. Mâm thì trang bị hệ thống mâm đa lan hợp kim. Rồi là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, hệ thống an toàn như cam 360, cảm biến nùi, Đấy, những chi tiết về phần đuôi xe với hệ thống cốp điện đầy đủ những tiện ích cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm về công nghệ cũng như là tính năng lăng Đấy, mọi chi tiết thì em sẽ quay qua về không gian cốp chứa đồ cho anh chị bạn có thể tham quan đây là một mẫu gầm cao 7 chỗ nên khi mà anh chị bạn hạ hàng cái thứ ba xuống nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng chứa đồ rất là rộng rãi đây các bác có thể tham quan qua từ những cái chi tiết keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo mọi chi tiết rất đẹp Đấy, tổng quan khoang cái khoang cốp đây đã có thể thấy rất là rộng rãi chiếc xe rất đẹp ạ chế độ bảo hành của chiếc xe thì là 15 theo chính hãng nên anh chị và các bạn có thể yên tâm với hệ thống kính màu đã được dán kính màu cao cấp bên trong đây thì với những cái chi tiết như là hệ thống uh, keo chỉ này đinh tán mọi chi tiết còn nguyên bản không hề có hiện tượng tháo rỡ gì cả đây là những cái phần tabli bọc da rồi những phần ốp gỗ những viền mạ chrome tạo lên cái điểm nhấn sang trọng cho chiếc xe. Ba chủ thì cũng đã lên một bộ thảm trải sàn rồi. Đấy, không gian bên trong thì rất là rộng rãi cho ba người ngồi ở phía sau. Chính giữa trung tâm thì nó có các phím điều chỉnh điều hòa nhiệt độ để anh chị bạn ngồi nó có thể là điều chỉnh nó phù hợp. Điều hơi đáng tiếc chút là trên chiếc xe này nó sẽ không có trang bị cửa sổ trời. Đây là những phần cánh cửa ở cánh lái các bác có thể thấy. Mọi chi tiết rất là đẹp ạ. Các họa tiết được thiết kế bố trí rất là hài hòa, có gu thẩm mỹ. Tổng quan từ những cái phần bậc lên xuống, mọi chi tiết vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Vi năm sản xuất của chiếc xe đây xem chị và sẽ có thể xem ở đây. Tem mát của chiếc xe vẫn đầy đủ, ốc bản này, ốc cánh cửa, mọi chi tiết vẫn còn nguyên. Hệ thống ghế da của chiếc xe trang bị là hệ thống ghế da Lapa Chất liệu uh, cao cấp. Ghế lái thì có đã trang bị ghế chỉnh điện đa hướng và các phím điều chỉnh chức năng đây các bác có thể thấy qua. Hệ thống màn hình giải trí to tướng. Cùng với đó thì nó có đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua, mức tiêu hao nhiên liệu và các thông số. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Hệ thống đèn chiếu sáng đây các bác có thể thấy qua. Mọi các phím bấm điều chỉnh chiếc xe này nó có rất nhiều công nghệ để anh chị bạn có thể trải nghiệm. Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Và bây em sẽ mở cái phần nắp capo lên để anh chị bạn có thể tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Với chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 Premium 2020 này thì nó cái tầm tiền bây giờ nó rất là hợp lý cho anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe gầm cao 7 chỗ phục gia đình với nhiều công nghệ an toàn. Mà các dòng xe trong cùng phân khúc thì nó sẽ có cái giá cao hơn Một chiếc xe đáng đồng tiền để anh chị và các bạn có thể lựa chọn Chiếc xe này thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi Thì trong clip này thì em sẽ giới thiệu qua thôi Còn bác nào mà đã quan tâm rồi ấy, thì có thể liên hệ em bác Các bác yên tâm, tầm giá bây giờ nó chỉ loanh quanh 1 tỷ thôi Đấy. Những chi tiết của phần máy của chiếc xe thì đơn vị luôn cam kết rõ cho các bác trên văn bản hợp đồng giấy tờ Xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc anh chị ạ cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại